Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin kính mời quý khán thính giả đến với một câu chuyện trinh thám dài kỳ có tựa đề Cuộc Chiến Thuốc Viện. Phần 1. Sống hay là chết? Chiều hôm kia, tôi có dịp được ngồi uống cà phê với một bác mà tôi quen biết. Bác ấy đã từng tham gia những công việc về chống tội phạm ma túy. Công việc của bác luôn tiếp xúc ranh giới giữa sự sống và cái chết, một công việc âm thầm, với những tên tội phạm liều lĩnh về ma túy. Bác đã về hưu, thế mà thấm thoát đã hơn 30 năm. Quả thật nói về lực lượng này thì có thể chỉ hiểu đơn thuần là phòng chống những kẻ buôn bán chất trắng có hại cho con người, lợi nhuận khủng khiếp. Chính vì lẽ đó mà luôn có những kẻ liều lĩnh sẵn sàng hy sinh tính mạng để đạt được những mục đích của mình. Hơn 30 năm lăn lộn với công việc mang tính chất bí mật, bác không chuyển nghề sang lĩnh vực khác mà chỉ đơn thuần là một công việc duy nhất. Ai là người thân, bạn bè đều bảo bác ấy dở hơi. Nhiều người đã từng làm trong lĩnh vực đấy, chả ai muốn làm quá lâu cả. Nó luôn ức chế về tinh thần khi làm việc, luôn đối diện với những khó khăn mà không phải lực lượng nào cũng có. Vậy mà bác ấy mải mê công việc đến 30 năm. Trong từng ấy thời gian, hàng trăm vụ án lớn nhỏ về ma túy đều bị bác ấy trò ra trước ánh sáng. Tôi ngồi mải miết nghe bác ấy kể lại những năm tháng đấu tranh, sống chết với món này. Đúng thật, có nghe người trong cuộc kể lại mới hiểu cuộc sống của những con người như vậy. Tôi thấy nhiều điều hay, cũng mạn phép xin bác ấy cho tôi viết thành những cuốn truyện mang tính hồi ký để kể về những vụ án đặc biệt như vậy, để có thể cho mọi người hiểu sự nguy hiểm của cái chết trắng lúc nào cũng rình rập quanh mình. Nhưng tất cả những tên nhân vật cho tôi được thay đổi để đảm bảo rằng những câu chuyện trên chỉ là mang tính giải trí, cốt truyện hư cấu, giúp mọi người cùng thoải mái sau những thời gian bộn bề công việc. Nhất là mọi người đừng hiểu sai vấn đề mà chỉ hiểu đây là một câu chuyện bốc phét và hư cấu cho vui thôi nhé. Tôi tạm gọi cái hồi ký của bác ấy là Cuộc Chiến Thuốc Viện. Nhưng trước hết để bắt đầu câu chuyện về cuộc chiến thuốc phiện ở Việt Nam, tôi còn nhớ trong nhiều hồ sơ được công bố ở Việt Nam, có một chiến công thầm lặng của một người tình báo quân đội đã xâm nhập vào tổ chức tội phạm buôn bán ma túy ở khu Tam Giác Vàng giữa ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Sau đó, với nguồn thông tin giá trị của người điệp viên đấy đã cung cấp mà lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Việt Nam đã phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Có những vụ án mang tầm cỡ thế giới. Sau đấy, gần 30 năm, người điệp viên đấy đã được chính thức trả lại tên tuổi ở Việt Nam và khôi phục lại toàn bộ chức danh, cũng như những cống hiến, đóng góp của ông cho công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ được công bố bí mật và rất ít người được biết, chủ yếu là những người có liên quan được biết. Câu chuyện của tôi được bắt đầu. Sau năm 1986, khi Việt Nam chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, lúc đấy đúng là thời kỳ đỉnh điểm của mở cửa nền kinh tế. Một chuyên án đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam đã được hình thành để có thể tiếp cận và xử lý những mặt trái của xã hội có thể xảy ra khi hội nhập kinh tế. Những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, những tên tội phạm mà coi các nền kinh tế mới mở cửa là địa bàn hoạt động của mình. Anh tên là Lò Văn Péng, 25 tuổi, người dân tộc Khơ Mú, sinh ra ở Sơn La. Nói về dân tộc Khơ Mú thì hiện tại lúc đấy sống chủ yếu ở Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Ở Việt Nam họ sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Lò Văn Péng đang phục vụ cho Cục Quân báo thuộc Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu nói về những dân tộc phục vụ trong quân đội thì chúng ta nhớ lại những năm tháng chiến tranh giành độc lập. Cũng nhờ họ mà trong chiến tranh là một kênh thông tin và truyền thông hữu hiệu hiệu quả để có thể hạn chế tối đa những thiết bị giải mã tín hiệu của mình, góp phần rất lớn cho chiến thắng giành độc lập của dân tộc. Họ thường được tuyển vào các nhiệm vụ đặc biệt và có tính chất quyết định, bí mật. Lò Văn Péng được đào tạo và lớn lên ở trường Thiếu Sinh Quân, sau đó anh được công tác trong đơn vị đặc công Việt Nam. Được 3 năm, anh được chuyển thẳng vào phục vụ tại Cục Tình báo Chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu, tức là Bộ Quốc phòng bây giờ. Tại sao tôi phải nói về anh Lò Văn Péng? Bởi vì xuyên suốt nội dung câu chuyện này, những vụ án ma túy đã được phá, thì anh chính là người đã có công nhiều nhất trong việc cung cấp thông tin chính xác
để giúp cho các đơn vị phòng chống tội phạm của Việt Nam có thể chặn đứng các đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia một cách thành công. Hôm nay, Péng được thủ trưởng đơn vị bảo sẽ có một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Trước đấy, Péng chưa hiểu hết được tính chất quan trọng của sự việc và Péng cũng không biết rằng sau cuộc gặp này, cuộc đời của Péng sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Đúng 9 giờ, tại một căn phòng bí mật ở trụ sở Bộ Quốc phòng, Péng được đến cùng thủ trưởng đơn vị. Ngồi ở trong phòng lúc này chỉ có một mình Péng. Tự dưng Péng cảm thấy hồi hộp. Có chuyện gì nhỉ? Tại sao mình được đến một nơi quan trọng như vậy mà không được báo trước? Năm nay Péng mới có 25 tuổi, chưa lập gia đình. Cũng đã trải qua nhiều công tác đặc biệt, nên Péng cũng hiểu thế nào là công việc giữ bí mật tuyệt đối. Đúng 9 giờ 30, Péng nhìn thấy thủ trưởng đơn vị vào cùng với hai người nữa. Ba người Péng đều biết là sếp lớn Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và sếp lớn Bộ Công an. Péng giật mình, có quá nhiều điều để Péng phải suy nghĩ. Chắc có gì hệ trọng lắm đây, nên hôm nay được vinh dự gặp được lãnh đạo cao cấp nhất của lực lượng vũ trang Việt Nam. Mời các đồng chí ngồi xuống. Người thủ trưởng của Péng nói. Tất cả mọi người đều ngồi ở một cái bàn tròn. Lúc này, đồng chí thủ trưởng của Péng mới giới thiệu từng người, sau đó chính thức vào câu chuyện với Péng. Chúng tôi mời đồng chí đến đây để trao đổi với đồng chí một việc liên quan đến một nhiệm vụ sắp tới của đồng chí. Có thể sau khi nghe, đồng chí đồng ý thực hiện hay từ chối là việc của đồng chí. Nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ở đồng chí về tính kỷ luật, thông minh và gan dạ của đồng chí. Công việc này đòi hỏi sự hy sinh và thiệt thòi, nên đồng chí cân nhắc. Péng nghe đến đây chắc cũng hiểu phần nào tính chất quan trọng của sự việc. Trong cuộc đời binh nghiệp của anh, luôn thực hiện những điều mà lãnh đạo giao cho, chưa nề hà bất kỳ một sự việc nào. Nhưng lần này anh bắt đầu lo lắng. Địch thần hai lãnh đạo cao cấp nhất gặp anh, thì anh cũng đã hiểu sự việc quan trọng như thế nào rồi. Péng trả lời. Vâng, tôi xin chấp hành và đồng ý những nhiệm vụ sắp tới. Cho dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện. Lúc này, thủ trưởng của anh bắt đầu giới thiệu về nội dung của nhiệm vụ mà sắp tới sẽ giao cho Péng. Nội dung nhiệm vụ được bắt đầu từ khu Tam Giác Vàng, nằm ở vùng giáp danh ba nước Lào, Myanmar, Thái Lan. Như chúng ta đã biết thì khu Tam Giác Vàng nằm trong khu vực rừng núi hiểm trở, nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Khu vực này có diện tích vào khoảng 350.000 km2. Địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở. Do nằm xa các trung tâm hành chính, hiểm trở cũng như do đặc điểm của khu vực biên giới, việc kiểm soát của chính phủ các nước đối với các khu vực này là rất hạn chế. Đặc biệt ở đây, tập hợp rất nhiều tổ chức tội phạm quốc tế về buôn bán ma túy. Có rất nhiều các lực lượng tình báo nước ngoài của CIA, Hoa Nam cũng ở đây để theo dõi tình hình và nắm bắt thông tin phục vụ những mưu đồ của họ. Ở khu vực này hiện tại có 3 ông trùm lớn chủ động trong việc phân phối và buôn bán ma túy đi các nước. Tất nhiên, đằng sau những ông trùm này là cả một bộ máy quân sự được tạo dựng từ lợi ích của việc buôn bán ma túy. Với lợi nhuận khổng lồ, hàng triệu đô la mỗi năm, thì bọn chúng được trang bị đầy đủ đến tận răng các loại vũ khí nhẹ, kể cả hạng nặng. Những hình thức rửa tiền bất hợp pháp cũng từ đây mà ra cả. Trong 3 trùm ở Tam Giác Vàng thì có một trùm tên là Sản Xeo, người Myanmar, cầm đầu những đầu mối buôn lậu ma túy để chuyển về thị trường Đông Nam Á. Mà đường chính của con đường vận chuyển đấy là phải qua Việt Nam chúng ta. Khi đất nước mở cửa sẽ không tránh phải những dạng tội phạm này xâm nhập vào Việt Nam để thực hiện việc buôn bán ma túy. Đối với trùm Sản Xeo thì hiện tại hắn có hơn 1.000 chiến binh được trang bị đầy đủ các vũ khí, kể cả thiết bị tối tân nhất. Trong đấy hắn chia lực lượng ra làm 10 nhóm gọi là khấu. Mỗi khấu là một thủ lĩnh được gọi là khấu trưởng. Những khấu trưởng được lựa chọn khá kỹ, hầu hết đều là họ hàng của Sản Xeo cả. Nên chính vì thế, thông tin nội bộ của tổ chức này rất kín đáo và bí mật. Trong đó, mỗi khấu có thể tùy thuộc vào tình hình thực tế để triển khai việc sản xuất, vận chuyển và tiếp xúc khách hàng. Trong 10 khấu đấy thì có 3 khấu phụ trách việc trồng cây thuốc viện. Chúng chủ yếu thuê người dân ở đấy thực hiện công việc này. Ở đây được phân chia khá rõ ranh giới của các nhóm tội phạm. Nhóm của Sản Xeo chủ yếu làm ở Luông Nậm Thà, U Đôm Say của Lào và chủ yếu cung cấp cho thị trường Đông Nam Á với diện tích khoảng 60.000 ha. Số lượng thuốc viện sơ chế khoảng 1.000 tấn một năm, tính ra bằng gần 1/4 số lượng tổng khu vực Tam Giác Vàng. Ở đấy chúng còn có thể sản xuất được các dạng ma túy tổng hợp để cung cấp cho các nơi trên thế giới. Bọn tội phạm chủ yếu mua hoặc chiết xuất tiền chất có tên là pseudoepharin từ thuốc cảm.
phần lớn thuốc cảm phải có chất này để điều chế ra ma túy tổng hợp. Thuốc cảm pseudoepharin chúng mua bán trái phép từ Nam Triều Tiên, Ấn Độ, Trung Quốc về Tam Giác Vàng để điều chế. Do vậy, với mọi yêu cầu ở các nơi thì đây luôn có thể đáp ứng một cách đầy đủ số lượng và chất lượng. Sau đó, những khấu trưởng phụ trách sản xuất và chế biến sẽ chuyển vào lưu kho lưu trữ để cho công đoạn tiếp theo. Tiếp đến là một khấu phụ trách mảng giao tiếp và đặt hàng từ các tổ chức tội phạm trên thế giới. Do việc này quan trọng nhất nên tên này được chọn là em vợ của Sản Xeo. Bằng nhiều kênh khác nhau, có cả bí mật và có cả công khai. Thông qua các hệ thống tội phạm của Trung Quốc, của Thái Lan được núp bóng dưới nhiều hình thức nhằm biến số tiền hợp pháp này thành những tài khoản trên thế giới ở các ngân hàng khác nhau. Với lực lượng này, việc giao dịch rất tinh vi. Chúng có quan hệ mật thiết với các tổ chức chính trị lẫn kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, chúng đang nghiên cứu và thiết lập cơ sở để chuẩn bị chọn con đường qua Việt Nam là cửa ngõ ra Đông Nam Á. Do vậy, đây là mục tiêu hàng đầu của tổ chức này. Tiếp đến là 6 khấu còn lại với 6 khấu trưởng phụ trách mảng vận chuyển. Chúng được tuyển chọn và đào tạo khá bài bản về tổ chức và tác chiến khi xung đột. Phương tiện cơ giới đầy đủ, thậm chí chúng có thể mua các thiết bị tối tân mà ta không thể có trong thời điểm hiện tại như là bộ đàm vệ tinh, các thiết bị nghe trộm, theo dõi, các loại vũ khí tiên tiến. Chúng đặt mua chủ yếu số lượng vũ khí trên từ Trung Quốc, thông qua tổ chức Tam Hoàng của Trung Quốc. Do vậy, mối quan hệ giữa băng đảng này và các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc rất khăng khít. Chính vì lẽ đó, những thông tin về mình rất được cập nhật. Đối với lực lượng này thì rất liều lĩnh. Hãy coi như nó là một hệ thống quân đội cấp quốc gia, vì tổ chức của nó được đào tạo từ trước rồi. Ngay từ những thập niên 50-60, chúng đã có ý định tách ra thành một quốc gia độc lập khu vực này. Tuy nhiên nhiều yếu tố không thể thực hiện được. Do đó chúng được chăm sóc rất kỹ bởi các tổ chức tình báo CIA và Hoa Nam. Đồng chí phải nhớ kỹ điều đó. Với những con người ở đây, chỉ có thể nói chuyện bằng súng đạn. Ngoài ra, chữ tín của chúng rất quan trọng. Chúng sẽ dùng nhiều hình thức vận chuyển đặc biệt để có thể giao hàng. Khi nhận được hàng, chúng mới lấy tiền. Lực lượng này luôn bổ sung các thành phần do cũng có sự cạnh tranh, xung đột giữa ba nhóm với nhau. Nên để giữ được mình ở đây là cả một vấn đề đấy đồng chí ạ. Chúng ta xác định đây là một lực lượng tội phạm sẽ phải đối đầu còn lâu và dài. Nhất là sau đây và sắp tới, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thành lập các đơn vị lực lượng về phòng chống tội phạm về loại này để hạn chế những hậu quả của việc sử dụng ma túy với người dân Việt Nam. Do vậy, để có những thông tin quý giá và phục vụ cho chiến lược lâu dài này, chính phủ ta đã thống nhất lên kế hoạch phải ngầm theo dõi trước những tổ chức trên để có thể có thông tin chính xác. Bộ Công an đã phối hợp cùng Bộ Quốc phòng lập một chuyên án đặc biệt mang bí số MA12, nội dung là cài một điệp viên của mình vào hệ thống tội phạm này. Sau tất cả sự lựa chọn, lãnh đạo đã chọn đồng chí, vì đồng chí phù hợp hơn với tất cả những tiêu chí để thực hiện công việc. Đồng chí là người dân tộc Khơ Mú, mà ở đấy tập trung rất nhiều dân tộc Khơ Mú, nhất là chùm buôn bán ma túy Sản Xeo là người dân tộc Khơ Mú ở Myanmar, nên lãnh đạo đã thống nhất giao cho đồng chí thực hiện công việc quan trọng này. Công việc này đòi hỏi sự hy sinh rất lớn về tinh thần. Đồng chí sẽ phải có trách nhiệm xâm nhập bộ phận tội phạm đó. Khả năng sẽ phải đấu đầu với những tình huống xấu nhất. Càng vào sâu càng tốt để nắm tình hình và thông báo cho bên mình những thông tin quý giá để mình có thể có hướng giải quyết hiệu quả nhất. Công việc có thể hoàn thành trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Cái đấy phải tùy tình hình thực tế nên sẽ không hề đơn giản. Dù sao đồng chí cũng được qua đào tạo đặc biệt nên có thể ứng phó với những tình trạng khẩn cấp được. Phải nghe rất lâu những lời nói của lãnh đạo. Anh trầm ngâm. Anh sẽ đồng ý hy sinh những quyền lợi cá nhân để có thể làm được việc đó. Tuy nhiên còn người yêu anh, bây giờ sẽ phải thế nào? Anh và Mai đang chuẩn bị đi đến hôn nhân, khi cả hai gia đình đã có ý và lời với nhau. Chắc chỉ chờ đến cuối năm cho thuận tiện. Còn gia đình anh nữa, bạn bè, họ hàng, họ sẽ nghĩ thế nào về anh? Có phải chấp nhận hy sinh hay không? Lúc đấy Péng đang phân vân thì lãnh đạo nói tiếp. Có thể thủ trưởng anh đã hiểu được những suy nghĩ của Péng. Nhiệm vụ rất quan trọng và mang tính bí mật cao nên đồng chí phải chấp nhận im lặng ngay cả đối với những người thân nhất của đồng chí. Còn việc tạo dựng cho đồng chí một lý lịch để đảm bảo tính bí mật sẽ được thực hiện. Ban chuyên án sẽ phải tạo cho đồng chí một cái chết giả và đồng chí sẽ phải vượt biên đến Tam Giác Vàng qua đường Lào. Đối với lực lượng biên phòng Lào,
Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong mức cần thiết nhất. Và hình thức như thế nào, ban chuyên án sẽ lên kế hoạch trực tiếp. Toàn bộ chuyên án chỉ có 5 người, và đồng chí chỉ có thể báo cáo với 5 người trong ban chuyên án. Ngoài ra không một ai và bất cứ một chi tiết nào được lọt ra ngoài. Tùy bọn tội phạm có nhiều thành phần trong băng đảng, nhưng đằng sau nó là nhiều thế lực có thể kiểm tra thông tin của từng người, từng thành viên ở trong băng đảng. Thế nên, hầu hết những thành viên trong băng đảng của Sàn Xeo đều là người dân tộc Khơ Mú. Có thể đấy là một thuận lợi đối với đồng chí. Nhưng trước mắt, những khó khăn đấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đồng chí ở mọi lúc, mọi thời gian. Nên tùy vào từng hoàn cảnh, đồng chí có thể chủ động trong việc thực hiện công việc. Ngoài đồng chí thì không có bất cứ một điệp viên nào của mình được cử đến đấy. Thế nên đồng chí sẽ không có người cùng thực hiện công việc mà sẽ phải thực hiện độc lập hoàn toàn. Lúc này Péng hiểu mục đích nhiệm vụ sắp tới của anh là như thế nào. Anh đồng ý thực hiện và xin cho lãnh đạo cho anh 2 ngày được chuẩn bị công việc. Sau đó kế hoạch sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu. Tối nay anh đến nhà Mai. Có lẽ đây chính là buổi tối cuối cùng anh gặp Mai. Anh vẫn bình thường, không bao giờ thể hiện những cảm xúc mà anh sẽ sắp phải đối mặt. Nụ cười đấy và đôi mắt của Mai với anh đang sắp trở thành xa lạ. Anh ôm Mai bên mình, cả hai đang ngồi ngay ở hồ Tây. Sau ngày mai, chắc sẽ còn lâu, anh mới được nhìn lại những con người này, cảnh này. Và cũng có thể là mãi mãi, anh sẽ không bao giờ có được Mai bên cạnh nữa. Với những gì anh đang chuẩn bị thực hiện, thì anh không dám chắc mình sẽ buồn. Lúc này, anh muốn khóc và ghi chặt Mai vào lòng. Nhưng anh sợ sẽ làm Mai... Anh nói, mà anh đi công tác ở Sơn La nhé. Chắc một tuần nữa anh mới về. Có gì ở nhà thỉnh thoảng em nhớ thăm bố mẹ hộ anh nhé. Anh sẽ có quà cho em. Em thích gì? Mai chỉ cười. Đúng là con gái Hà Nội, xinh đẹp và quyến rũ. Anh và Mai quen nhau cũng được 3 năm. Đến bây giờ thì lại có chuyện này. Biết làm sao được. Nhiệm vụ tổ quốc là trên hết. Anh cười và nói chuyện với Mai, mà trong lòng anh buồn vô tận. Lúc đưa Mai về, nhìn thấy bóng Mai khuất sau cánh cửa, anh lúc đấy mới khóc. Đàn ông khóc khác phụ nữ, những giọt nước mắt cứ từ từ lăn trên gò má anh. Có thể anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Mai nữa. Vĩnh biệt em, anh yêu em. Anh tự nhủ như vậy cho lòng thanh thản và đi về nhà. Còn phải đối diện với bố, mẹ và 2 chị gái anh nữa. Những người thân của anh mà anh yêu quý sẽ đau khổ khi biết tin anh sẽ chết. Cho dù cái chết chỉ là ngụy tạo. Anh về phòng ngủ và chuẩn bị đồ đạc. Đã xong. Có lệnh Mai sẽ đi Sơn La. Với mọi người trong gia đình đều vui vẻ. Anh được ăn bữa cơm cuối cùng với bố mẹ và 2 chị của mình. Bữa cơm đấy mà gần 30 năm sau, anh mới được ăn lại. Sáng hôm sau đúng 9 giờ xuất phát. Anh từ biệt tất cả mọi người và lên xe đi Sơn La. 2 ngày sau. Có tin từ Bộ Tổng Tham mưu. Một xe u át xuống tận nhà và thông báo với gia đình là trên đường anh đi làm nhiệm vụ, xe mất lái và lao xuống vực, khu vực gần đấy. Hiện tại Bộ Tổng Tham mưu đang tung lực lượng tìm kiếm. Cả nhà anh sững lại, nhất là Mai. Cô ấy không thể khóc được. Bước đầu tiên của chuyên án đã hoàn thành. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Sống hay là chết? Lúc này giờ hành quyết đã đến, tội phạm mang trọng tội bị kết án tử hình vì tội buôn lậu ma túy. Tử tội là một người quốc tịch Lào. 2 chiến sĩ dắt phèn, tên của tử tù, ra pháp trường. Có điều ngạc nhiên là trước đấy, phèn luôn mỉm cười với cán bộ điều tra. Hắn luôn nói, tôi sẽ không bao giờ bị tử hình đâu. Và trong suốt quá trình thẩm vấn lấy lời khai, phèn không nói bất cứ một câu nào. Số lượng bắt giữ tại chỗ mà ban chuyên án tóm gọn là hơn 100 bánh heroin trên xe của phèn. Lúc đấy chỉ có phèn và một người nữa. Tên đấy đã bị bắn chết do chống lại. Khi chết, trên tay hắn vẫn còn cầm một khẩu AK với băng đạn còn nguyên. Phèn bị ngã xuống đất do xe húc vào gốc cây khi mất lái. Hơn 3 tháng đấu tranh với tư tưởng của phèn mà không khai thác được gì. Cuối cùng, tòa án, viện kiểm sát đã thống nhất xử tử hình đối với loại tội phạm này. Toàn bộ các chiến sĩ trong đội thực thi tử hình đã chuẩn bị đầy đủ. Lệnh đã được ban hành.
tiếng súng lên lạch cạch. Anh, người điều tra viên chính của chuyên án, đứng ngoài nhìn về phía tử tù chuẩn bị hành quyết. Dải băng trắng đã bịt mắt tội phạm. Lúc này, dáng người nho nhỏ của hắn bắt đầu run run. Đúng thật, khi con người ta đối diện trước cái chết thì ai cũng vậy. Chuẩn bị lên đạn. Súng sẵn sàng. Bỗng nhiên có một tiếng nói thất thanh từ phía tử tù. Giọng nói bằng tiếng Việt. Tôi xin các ông, cho tôi được gặp chỉ huy chính trước khi tôi bị bắn. Tôi chỉ xin đúng 5 phút nói chuyện. Lúc này ở pháp trường, anh là người chỉ huy chính chứng kiến vụ việc. Có linh cảm nào đó không ổn, anh vội vàng dừng lại việc hành quyết và tiến gần về phía phạm nhân. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tiến gần phạm nhân mãn án tử hình ở ngoài pháp trường. Đi một đoạn xa, lúc này đứng ở cái cột buộc chặt phạm nhân ở trường bắn, hắn bắt đầu lý nhí nói. Tôi xin các anh cho tôi được sống. Nếu chính phủ các anh cho tôi được sống, thì tôi đồng ý khai ra những người có liên quan tới sự việc. Trong đó có một vị cán bộ cao cấp của trong ngành các anh cũng nằm trong đường dây của tôi. Anh chột dạ. Mình đã khai thác nó rất nhiều, cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nhưng nó vẫn không hề mở miệng. Đến phút cuối nó còn nói với mình là các ông sẽ không thể tử hình tôi được. Nhưng tại sao đến phút chết này nó mới nói? Sao lại liên quan đến một nhân vật cấp cao của lực lượng cảnh sát? Lạ nhỉ? Anh bình tĩnh nói. Nếu anh cảm thấy điều đó là có lợi cho anh, tôi có thể giúp anh nói chuyện với thủ trưởng trực tiếp của tôi để hoãn việc hành quyết này. Nhưng với điều kiện, anh phải hợp tác hoàn toàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời làm cảnh sát hình sự của anh. Anh phải đối diện với sự việc có 102 này. Chuẩn bị bắn ở pháp trường mà anh phải dừng lại. Lúc này, anh vội trao đổi với các thành phần chứng kiến. Nhưng có lẽ chưa đủ cơ sở để họ tạm dừng việc hành quyết vì họ chỉ làm theo mệnh lệnh. Anh vội vàng xin hoãn cuộc hành quyết đến chiều. Sau khi thống nhất, tất cả mọi người đồng ý một sự việc hy hữu này. Anh vội vàng lấy xe, đi thẳng đến phòng lãnh đạo cao nhất của ngành cảnh sát. Lúc này chỉ còn anh và lãnh đạo. Anh báo cáo qua sự việc vừa rồi và xin ý kiến. Thấy có vẻ có chiều hướng tốt, lãnh đạo đã cùng với viện kiểm sát, tòa án cùng xin ý kiến của chủ tịch nước để được tạm hoãn vụ hành quyết vừa rồi. Khi dừng việc hành quyết trên, anh đưa Phèn vào phòng lấy cung đặc biệt nhất. Và cả buổi chiều ở đấy, anh đã được chứng kiến những việc của Phèn khai báo. Lúc này trong anh cảm thấy lo sợ. Anh không sợ chết, vì cái công việc này của anh lúc nào cũng phải sẵn sàng chấp nhận coi cái chết là bình thường. Anh sợ vì lẽ chính từ những lời khai đấy mà nhiều những thông tin bí mật đã được lộ ra. Những thông tin đấy đã liên quan đến một người mà sau này anh không thể nào quên được. Gần 5 tiếng lấy lời khai đặc biệt này, anh lên thẳng lãnh đạo của anh báo cáo. Ngay sau đấy, một quyết định tối mật được ban hành ngay trong một cuộc họp kín. Quyết định thành lập một chuyên án đặc biệt mang mã số VXT90 mà người cán bộ phụ trách điều tra chính là anh. Mọi sự việc chỉ được phép báo cáo lãnh đạo cao nhất, tuyệt đối giữ bí mật. Anh không phải thông qua báo cáo bất kỳ một ai. Chuyên án do anh toàn quyền quyết định. Anh cảm thấy lo lo. Có lẽ đây là vụ án đầu tiên trong đời là anh được báo cáo trực tiếp lãnh đạo cao nhất. Anh không lo vì công việc, mà anh lo vì chính những người đồng đội trong cơ quan của anh. Cuộc sống sẽ không như mình mong muốn. Anh rời khỏi văn phòng Bộ Công an và về nơi mình công tác. Chuyên án bí mật được thành lập ngay. Toàn bộ chuyên án có 12 người điều tra viên. Anh tự tay chọn lọc từng người. Toàn bộ mọi người đều cam kết giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả với người thân trong gia đình. Họ đều là những người đã cùng anh chiến đấu qua nhiều chuyên án, sống chết có nhau. Toàn bộ thủ tục được thực hiện bí mật tuyệt đối. Tên người Lào kia được đưa đến một phòng giam đặc biệt để cách ly, thuận tiện cho việc khai thác. Hai hôm sau, anh đến căn phòng giam đặc biệt đó. Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và hắn. Hắn có vẻ gầy hơn trước khi tử hình hụt. Anh đưa cho nó điếu thuốc, bật lửa hộ. Sau đó, anh bắt đầu hỏi chuyện. Hắn rít hết một hơi. Có lẽ lâu rồi, hắn mới hút thuốc. Nên trở xong, hắn bắt đầu vào câu chuyện. Câu chuyện được bắt đầu. Một năm trước, Hòa đang ngồi đọc lại hồ sơ một vụ án được tổng hợp của một cán bộ, thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Mời vào. Chào anh, em có việc muốn trao đổi với anh. Ừ, đồng chí cứ nói đi. Em vừa bắt được một tên đang giao heroin. Theo nguồn báo của cơ sở thì thằng này đã hoạt động được 2 năm ở đây rồi. Phương thức giao rất tinh vi, không để lại dấu vết. Chúng dùng thủ đoạn bằng cách đánh lạc hướng mình, đưa hàng cho một đứa trẻ, và đứa trẻ đấy đưa cho thằng mua. Tiền thì chúng nó cầm trước rồi. Mà đứa trẻ 5 tuổi thì biết gì, bảo đưa gì là đưa nấy. Bọn em phải phục mãi mới phát hiện ra kiểu mua này. Nên tối qua cả đội đã mật phục tại đầu ngõ và đã tóm được toàn bộ. Có 2 thằng, kiểm tra trong người chúng nó tàng trữ hơn 10 tép chưa kịp mang đến nơi cất giấu, và được gói theo từng gói khác nhau. Loại này hiện tại ở mình rất hiếm anh ạ. Ừ, thế em lập hồ sơ đi, toàn bộ sự việc vừa rồi báo cáo anh luôn. Vâng, nhưng có một tình tiết em muốn báo cáo anh. Gì vậy? Trên người thằng bán có một mẩu giấy ghi một số điện thoại. Mà Hòa có linh cảm gì đó không ổn khi đồng chí của mình nói như vậy. Có lẽ nào? Hòa đặt câu hỏi và vội vàng bảo anh lính đưa cho xem. Trời, không thể tin vào mắt mình nữa. Hòa hơi giật mình và đứng lặng người một lúc. Sau đó Hòa hỏi lại đồng chí kia. Việc này đã ai biết chưa? Chưa anh ạ. Khi khám xét, em đã thấy nó giấu mẩu giấy này ở hậu môn. Nơi đấy chính là nơi mà bọn buôn bán hay giấu hàng. Khi đó em cẩn thận cho vào túi ngay và báo cáo anh luôn. Tốt lắm, cậu cứ lập hồ sơ đi. Có gì anh sẽ trao đổi sau. Đồng chí đấy ra về, còn Hòa ở lại trong phòng. Anh ngồi thần xuống và lấy bao thuốc ở trong ngăn bàn ra. Rít vài hơi rồi suy nghĩ. Anh tự hào mình đã phá rất nhiều án ma túy. Có rất nhiều người cùng ngành với anh đã không thể vượt qua cái cám dỗ của lợi ích từ việc buôn bán ma túy, đã tiếp tay cho rất nhiều thành phần để thực hiện phi vụ đó. Đến bây giờ, đã có nhiều người phải trả giá. Nhưng sao lại là số điện thoại này? Anh vội vàng lấy máy bàn ra bấm. Alo, cô Hòa à? Hằng có nhà không ạ? Nó chưa về cháu ạ. Vâng, có gì cô bảo Hằng là tố cháu qua nhé. Có về gấp, cháu chào cô. Nói vài câu xã giao xong, Hòa dập máy. Anh vội nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là gần 5 giờ chiều rồi. Hôm nay không phải phiên trực của anh. Anh vội vàng lấy xe và về nhà. Hằng, đấy là một người phụ nữ rất quan trọng với anh, bằng tuổi anh. Từ nhỏ cả hai cùng học ở một trường, cùng vào đại học. Anh lựa chọn ngành cảnh sát, còn Hằng học kinh tế. Cũng dễ hiểu thôi. Hằng là con của một lãnh đạo ở khối kinh tế mà. Con nhà nòi. Từ khi học trong trường đại học, Hằng đã nổi bật hơn tất cả mọi người vì tính thông minh của mình. Tốt nghiệp xuất sắc, Hằng được vào làm ở một công ty lớn về xuất nhập khẩu của Bộ Thương mại. Cũng nổi tiếng về vẻ đẹp của chính mình, nên bao nhiêu người đã từng ngỏ lời với Hằng, nhưng Hằng đều từ chối. Chỉ có mỗi Hòa là chơi với Hằng như hai người bạn thân, không để ý đến chuyện đó. Cũng vì thế mà tình bạn của họ luôn đẹp và không bị chi phối bởi những nguyên nhân khách quan. Còn Hòa, sau khi ra trường được phân công về làm cảnh sát hình sự ở một thành phố lớn, nơi Hằng đang ở, rồi ra trường. Mãi về sau Hằng mới lấy chồng, bây giờ có 2 con rồi. Tuy vậy, Hằng vẫn nhìn như thời con gái vậy. Chính Hòa cũng đã từng có lúc phải lung lay lý trí vì Hằng. Nhưng cái bản chất cứng rắn trong anh luôn suy nghĩ về sau mình sẽ là cảnh sát hình sự để đi bắt cướp. Do vậy, chưa muốn lấy vợ. Kệ nó, đến đâu thì đến. Lấy rồi mình sẽ khổ. Lúc đó, Hòa không hiểu một điều. Chính Hằng cũng rất thầm nhớ và thương Hòa. Tuy nhiên, cũng vì khi ra trường Hòa xung phong lên một tỉnh cao trước khi về đây công tác, nên thời gian đó Hằng ở nhà và đã lấy chồng theo sự sắp đặt của bố mẹ. Thôi nghĩ lại cũng chỉ là kỷ niệm. Tình bạn vẫn tồn tại. Và bây giờ Hòa đến nhà Hằng vì một lý do, một nỗi lo trong ý thức của anh. Hòa gõ cửa. Nhìn thấy Hòa, Hằng hồ hởi vui vẻ. Với gia đình Hằng, bố mẹ Hằng bây giờ rất quý anh, luôn coi anh như là con trai trong nhà vậy. Vì nhà Hằng chỉ có 2 chị em gái. Chồng Hằng là bạn thân của Hòa, cùng học phổ thông, tên là Dương. Nhưng bây giờ là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh gỗ và đồ gỗ. Chồng Hằng cũng nhanh nhẹn. Cái thời đất nước đang mở cửa thì việc kinh doanh vật liệu xây dựng là cả một mảng kiếm bộn tiền. Cộng với quan hệ và tính nhạy bén, từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ vài công nhân mà bây giờ đã là cả một doanh nghiệp lớn,
chuyên buôn hàng từ Trung Quốc về. Thời đấy ngoài Trung Quốc và mình ra cũng khó có thể kinh doanh ở đâu được những mặt hàng về vật liệu xây dựng. Ngồi nói chuyện với Hằng rất lâu. Hằng cũng kể nhiều về gia đình, luôn khen ngợi chồng mình, bố mẹ. Đúng thật, với người như Hằng, quả là lấy làm vợ thì không chê vào đâu được. Nhưng từ trong sâu thẳm của Hằng, đôi mắt vẫn không giấu được vẻ buồn. Điều đó không thể lọt qua ánh mắt của Hòa được. Hòa hỏi chuyện về chồng Hằng. Hằng chỉ kể là dạo này hay đi suốt, có lẽ công việc bận, thỉnh thoảng mới về nhà. Một tháng may ra được một tuần ở nhà, toàn đi thôi. Có lẽ công việc đang vào mùa kinh doanh nên dừng bận. Hòa lặng lẽ quan sát đôi mắt của Hằng. Có gì đó có vẻ lo âu. Người kín đáo như Hằng, ít ai biết Hằng đang vui hay buồn. Với Hằng, nụ cười luôn thường trực trên môi. Chả thế mà tuy hai đứa con gái rồi, mà ở cơ quan luôn được bầu làm hoa hậu vậy. Nhưng Hằng luôn giữ ý và tế nhị trong cách giao tiếp. Đúng là phụ nữ Hà Nội gốc có khác, thích thật. Nhà Hằng là dân gốc Hà Nội, phố hàng than mà. Mọi điều đó đều không thể lọt qua ánh mắt của Hòa. Có vẻ gia đình Hằng không được như Hằng nói. Anh chỉ im lặng, nói chuyện vui về công việc. Và cuối cùng anh chỉ khuyên Hằng nên giữ gìn sức khỏe và ra về. Trên đường về, anh lững thững đi trên con đường mà chỉ có mình anh. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Nhà Hằng cách nhà anh khoảng 1 km, nằm dọc trên con sông chảy trong lòng thành phố. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ. Tại sao thằng bán ma túy lại có số điện thoại ấy? Có liên hệ gì chăng? Hay là... Anh không muốn nghĩ đến điều đó. Nhất quyết phải làm sáng tỏ vụ này. Sáng hôm sau, anh đích thân hỏi cung tên tội phạm ấy. Trong phòng chỉ có anh và đối tượng. Hắn khoảng gần 30 tuổi, trên người xăm trổ đầy mình, dân xã hội mà. Với anh gặp rất nhiều thành phần này, cảm thấy rất bình thường. Còn mắt hắn có vẻ lờ đờ, lòng trắng gần như lúc nào cũng hiện trên đôi mắt. Có thể do thiếu thuốc, nên lúc nào cũng như ngái ngủ vậy. Ngồi đối diện, anh bắt đầu hỏi, từng chi tiết một. Với kinh nghiệm của mình, anh đã làm cho một tên cứng đầu cũng phải khai rõ từng chi tiết của vụ án. Thế là xong. Nhưng điều quan trọng anh muốn hỏi. Số điện thoại này của ai? Em không rõ. Thấy khi em lấy hàng từ một ông anh. Lúc đấy để thuận tiện liên hệ, em ghi vội số điện thoại ở đấy vào cái tờ giấy rồi cho vào túi. Lúc em ghi lại số điện thoại thì không ai biết. Em chỉ nhìn cái số điện thoại trên danh bạ dán ở tường thôi. Ok, tạm như vậy đã. Viết bảng tường trình cho cụ thể vào. Thành khẩn nhé. Chứ vớ vẩn là không được đâu. Anh cho mày một cơ hội làm lại. Còn không thì cứ xác định là làm khám lâu lâu đấy. Vừa đùa vừa thật, anh nói để xong câu chuyện, rồi gọi đồng chí khác vào lập biên bản. Sau đó anh lấy xe ra ngoài. Anh đi đến cái địa điểm đó. Chính cái địa điểm là cửa hàng có cái số điện thoại đó. Anh biết cửa hàng đó. Tới nơi, có một chú đon đả ra mời mua hàng. Anh hỏi. Chủ cửa hàng có đây không em? Không anh ạ, anh ấy đi suốt mà. Có gì anh cứ trao đổi với em. Chủng loại gì cũng có. Khối lượng bao nhiêu cũng có, chuẩn luôn. Chứ bọn em không trà trộn đâu. Giao hàng tận nơi, khi anh nhận hàng bọn em mới lấy tiền. Thường là các chủ cửa hàng lớn bọn em đều thế. Các xưởng ở Thạch Thất còn mò lên tận đây để chờ cơ mà. Anh nhìn xem, cả cái kho gần 1000 mét kia kìa, thoải mái nhá. Anh là khách mới của anh Hùng à, hay... Ờ, anh được bạn anh giới thiệu thôi. Bạn anh mới mở xưởng mộc nên cần nhà cung cấp. Thế cho anh một số báo giá cẩn thận nhé. Anh muốn tham khảo trước rồi quyết định sau. Có vẻ cô tiếp viên quen với cái loại khách kiểu này rồi, nên đon đả mời nước anh và viết báo giá cho anh. Anh cầm và ra về, cũng không quên lấy cái số điện thoại của cửa hàng. Trầm tư và suy nghĩ. Tại sao thằng đấy lại có tờ hóa đơn ở cửa hàng đấy làm gói giấy heroin? Hay chỉ vô tình? Nhưng nếu theo tình tiết, thì nó lại là chủ động lấy mà. Chứng tỏ có mối quan hệ với một ai đó ở cửa hàng. Có thể. Nhưng kiểm tra thông tin thì ở cửa hàng chỉ có 5 người nhân viên lễ tân. Dưới kho có 7 người nam giới. Vậy khả năng là 7 người nam giới kia. Thôi, để cho chắc thì mình tự tìm hiểu vậy. Chính là Dương là chồng Hằng và là chủ cửa hàng trên nên anh không vội xin ý kiến thủ trưởng để lập chuyên án thực hiện. Anh tự xác minh vậy. Mọi lần đều cho trinh sát đi nghiên cứu. Lần này mình vậy. Anh tự nhủ và bắt đầu công việc bí mật của anh.
Nhà Dương hiện tại có 12 người nhân viên. 7 người đàn ông nằm trong diện tình nghi, 5 phụ nữ. Nếu đối chiếu hoàn cảnh thì 5 người phụ nữ kia đều đang hiện tại sinh sống ở đây. Qua xác minh thì đều là thành phần tốt, chưa có tiền án tiền sự gì cả. Còn 7 người đàn ông. Vậy có gì chăng ở 7 người đàn ông kia? Khả năng ai sẽ là người đưa cho thằng kia gói hàng này? Xem danh sách thì có 3 người quê Tân Trang, Điện Biên và 4 người quê Mai Châu, Hòa Bình. Trùng hợp thật. Tại sao lại là Điện Biên và Hòa Bình nhỉ? Hai địa danh mà ở đấy đang là điểm nóng về buôn bán thuốc phiện. Các chuyên án lớn đều xuất phát từ đấy. Những người ở địa phương này, có cả làng, xã, đều có người tham gia lực lượng này. Toàn các thành phần phức tạp cả. Xem nào. Anh vội nhờ Hằng hỏi xem mấy người làm ở kho hàng đấy hồ sơ như thế nào. Tất nhiên anh có cách hỏi để Hằng không biết anh đang hỏi việc gì. Thế là hồ sơ của 7 người được mang đến cho anh. Anh gọi cho thằng kia lên và cho xem hồ sơ. Ai trong số này? Nó nhìn 5 hình ảnh và nheo mắt để nhận ra một người trong 5 số đấy. Nó nhớ vì lúc nó nhận hàng, thằng đấy còn đang vào nhà vệ sinh, nên nó vội xé luôn tờ hóa đơn bán lẻ ở cửa hàng để gói cho tiện. Anh mừng quá, lấy hồ sơ và kiểm tra tung tích. Trời đất! Anh bất ngờ không thể hiểu nổi mình nữa. Chính người này là cháu họ của Dương, quê ở Tân Trang, Điện Biên. Nhưng tại sao lại là thằng này? Nó có liên hệ gì đến Dương không? Hay chỉ là tình cờ? Mà Dương là một doanh nghiệp lớn mà. Không nhẽ, không thể thế được. Anh luôn đặt câu hỏi như vậy đối với người này. Nhưng để tiếp cận làm cách nào? Khi không thành lập chuyên án thì anh không thể làm gì được cả. Có lẽ vì tình bạn giữa hai vợ chồng, anh phải làm một mình vậy. Qua một số luồng thông tin thì nó tên là Hùng, quê ở Điện Biên, đã lên Hà Nội được khá lâu. Không vợ con. Ở quê Hùng gọi Dương là chú. Nhưng tại sao Hùng lại phân phối heroin? Với mặt hàng này không phải ai cũng dám đánh đổi. Tại sao nhỉ? Hay là vì ham lợi cá nhân? Hay vì tiền? Hôm sau anh xin cơ quan nghỉ 2 hôm. Anh lên tận Điện Biên, vào tận bản nơi Hùng sinh ra. Bằng cảm giác trực quan, anh cảm nhận có thể Hùng sẽ có mối lấy hàng từ đây. Chứ không thể ở đâu khác. Kiểm tra ở bản, qua cán bộ xã, Hùng có một người vợ là người Lào. Người vợ này cũng hay về Lào chơi. Thỉnh thoảng hai vợ chồng đều tự nhiên sang Lào gần một tuần rồi về. Ở bản Hùng không có điều tiếng gì, rất tốt. Vậy tại sao Hùng lại tham gia buôn cái này? Còn người vợ của Hùng thì sao? Cô ta được sinh ra và lớn lên ở đúng vùng tam giác vàng của Đông Nam Á, nơi mà thuốc phiện có thể trồng công khai và là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Tỷ lệ tội phạm ở đây cũng đứng đầu Đông Nam Á. Có sự trùng hợp gì chăng? Có thể lắm chứ. Có thể người buôn hàng đấy lại bắt nguồn từ vợ của Hùng. Kiểm tra bên an ninh Lào thì quả nhiên không sai. Vợ Hùng có một người anh trai nổi tiếng buôn lậu thuốc phiện ở Lào. Chú băng đảng ở đây, bản chất rất liều lĩnh, chuyên buôn lớn, mà thường thì luôn luôn dùng đường sông ở khu vực đấy để vận chuyển xuôi xuống Campuchia. Sao lại có chuyện này nhỉ? Anh kiểm tra cẩn thận an ninh ở Lào và một điều bất ngờ đã đến với anh. Anh ngồi khựng lại, không thể tin nổi mắt mình nữa. Sao sự thật lại éo le như vậy? Anh bình tĩnh lại, nhìn lại những tài liệu bên an ninh nước bạn Lào cung cấp. Một khuôn mặt và cái tên đã xuất hiện. Đấy chính là Dương, bạn anh, và là chồng của Hằng. Anh cảm ơn bên an ninh Lào và về Việt Nam. Trên đường về, anh phân vân không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Tại sao lại như vậy được? Anh đã quen hai vợ chồng Hằng từ rất lâu rồi. Có thể nói là như hai người bạn thân thiết nhất. Với Hằng thì khỏi phải nói. Nhưng với Dương, anh và Dương cùng học phổ thông với nhau, lớn lên cùng nhau. Hồi đấy, mỗi lần có trận đánh nhau với nhóm bạn nào đó cùng trường là Dương luôn giúp đỡ anh. Tính Dương thẳng tính và nhiệt tình. Dương sinh ra trong một gia đình có vị trí, vai vế trong xã hội. Bố Dương hiện tại đã nghỉ hưu. Trước đấy ông từng công tác ở Viện Kiểm sát tỉnh. Sau đó được chuyển lên Viện Kiểm sát Tổng cục. Còn mẹ Dương làm ở Sở Nông nghiệp. Chính vì lẽ đó, Dương ra trường và chọn luôn ngành nghề cho mình là kinh doanh mặt hàng gỗ và các sản phẩm về gỗ. Thế mà cũng gần 10 năm rồi. Bây giờ Dương và Hằng có trong tay một cơ ngơi mà ai cũng phải thầm ghen tị. Nhưng tại sao lại là Dương? Dương không phải là người thiếu tiền để có thể làm việc đấy. Hay Dương chỉ là nạn nhân? Còn Hùng nữa, tại sao tên này lại có thể trở thành tên buôn bán thuốc phiện được? Cũng có thể Dương không biết về những việc Hùng làm. Nhiều câu hỏi luôn thường trực trong đầu Hòa
làm anh nổ tung đầu. Tại sao Hòa lại có thể biết được là Dương? Chúng ta quay lại lúc Hòa tiếp xúc và nói chuyện với đồng chí an ninh của nước bạn Lào. Lúc đấy một đồng chí bên cục an ninh của Lào tiếp chuyện với Hòa. Cả hai đều biết nhau. Lực lượng cảnh sát và an ninh Lào luôn giúp đỡ rất nhiều đối với lực lượng cảnh sát Việt Nam. Cũng vì lẽ đó mà các chuyên án về phòng chống ma túy do Hòa bên Lào luôn được sự phối hợp của họ. Cũng như vậy, thế nên anh không lạ gì các đồng chí đấy cả. Ngồi nói chuyện với Siêng Hông, người làm ở cục an ninh Lào, anh được cung cấp khá nhiều thông tin về vợ chồng Hùng. Hùng có người vợ Lào tên là A Lủ. Năm nay A Lủ 25 tuổi. Hiện tại Hùng có hai con trai đều đang ở bên Lào, đang sống cùng bà ngoại ở Viên Chăn. A Lủ có một người anh trai tên là A Cay, năm nay 40 tuổi, được sinh ra ở Udon Say, Lào. Nơi này chính là trọng tâm của vùng Tam Giác Vàng. Từ nhỏ đến khi A Cay 21 tuổi, A Cay theo những tên tổ phỉ lên vùng Tam Giác Vàng này để gia nhập vào lực lượng buôn lậu ma túy của băng đảng chùm ma túy Sản Xeo. Với bản chất liều lĩnh và lì lợm, trong một thời gian ngắn, A Cay đã trở thành một khấu trưởng của Sản Xeo. Để đảm bảo tính bí mật của tổ chức Sản Xeo, A Cay đã lấy con gái của Sản Xeo làm vợ, nên được Sản Xeo giao cho trách nhiệm làm một khấu trưởng phụ trách những thương vụ vận chuyển ma túy qua đường Lào về Việt Nam. Chính vì lẽ đó, danh tính của A Cay đã được an ninh Lào xem xét và để ý. Tuy nhiên, do việc hoạt động của Sản Xeo rất bí mật, nhiều lần bên Lào đã tổ chức vây bắt đường dây vận chuyển đó của A Cay, nhưng chưa lần nào thành công cả, đều bị bại lộ và thất bại. Chứng tỏ A Cay cũng có những mối liên hệ mật thiết với những quan chức trong ngành cảnh sát và quan chức của chính quyền Lào. Do vậy, những thông tin về vây bắt đều bị A Cay đối phó trước nên rất khó bắt quả tang. Đối với con đường vận chuyển qua Tân Trang Điện Biên thì bên an ninh Lào cũng đã phát hiện nhiều lần A Cay cũng đã liên hệ với một số bộ phận ở Điện Biên nhờ lực lượng biên phòng cảnh sát ở đấy. Có một điều lạ là doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Dương luôn chọn con đường đến cửa khẩu Tân Trang để kinh doanh buôn bán. Cũng là điều dễ hiểu vì chính nơi này bên kia cửa khẩu là vùng sản xuất và khai thác gỗ lớn của Lào, nên mỗi tháng có khoảng 2 chuyến vận chuyển gỗ từ Lào về qua đường cửa khẩu này. Điều đặc biệt hơn là Hùng chính là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển gỗ của Dương. Tất cả những chuyến hàng từ Lào về, Hùng đều là người đi theo, phụ trách giao dịch, rồi hộ tống xe theo về tỉnh, nhập vào kho cho Dương. Cũng có thể vì Hùng có cô vợ người Lào, nên Dương cảm thấy yên tâm giao cho Hùng phụ trách mảng này. Hòa cũng nghĩ vậy. Nhưng đồng chí an ninh Lào tiếp tục trao đổi với Hòa. Có điều ngạc nhiên là mỗi lần Hùng vận chuyển gỗ đều đúng vào thời gian mà A Cay thường vắng mặt ở khu Tam Giác Vàng. Chính vì lẽ đó, bên nước bạn Lào cũng đưa Hùng vào danh sách tình nghi có mối liên quan với tổ chức của Sản Xeo. Còn đối với người vợ của Hùng, tuy nói là không còn liên lạc với anh trai là A Cay, từ khi lấy Hùng, A Lủ làm ăn ở Việt Nam là chính. Nhưng theo nguồn tin ở các nơi an ninh Lào, thì mỗi lần Hùng phụ trách vận chuyển gỗ từ Lào về là lúc nào cũng có A Lủ đi theo. Sau đó khi trở về Việt Nam, A Lủ cũng về sau Hùng bằng đường khác, chứ không bao giờ đi cùng Hùng về Việt Nam luôn. Những tình tiết thắc mắc đấy đã được Hòa ghi chép lại cẩn thận. Anh xác minh tất cả ảnh chụp và nhận thấy đúng là toàn bộ xe vận chuyển đến Lào đều là xe của doanh nghiệp nhà Dương. Một phần qua xác minh tại cửa khẩu Tân Trang thì đoàn xe trên được phép xuất nhập khẩu các sản phẩm gỗ sơ chế. Mọi giấy tờ có liên quan đến lĩnh vực đấy đều được bên mình lưu trữ đầy đủ. Tất cả đều hợp pháp. Lúc đấy Hòa suy nghĩ. Có thể Hùng tận dụng và ngụy trang phương thức vận chuyển thuốc phiện của mình qua hình thức vận chuyển gỗ này chăng? Với số lượng gỗ lớn như thế thì có thể là cái mác để cất giấu và ngụy trang việc đấy. Ngoài ra, với mối quan hệ của công ty Dương và uy tín của gia đình Dương nên có thể che mắt những người trong công tác kiểm tra hàng hóa. Và một điều mà người bên an ninh Lào cung cấp cho Hòa về một chi tiết rất quan trọng là có rất nhiều thông tin liên quan đến những xe vận chuyển gỗ của Dương. Chúng thường về và hay đi đúng chu kỳ kiểm tra của một số cán bộ cơ quan cảnh sát và biên phòng Việt Nam. Cái đấy bên Lào chưa xác minh cụ thể. Về đến cơ quan, Hòa không về nhà ngay. Hôm nay Hòa gọi điện về nhà và bảo với gia đình là ở cơ quan. Tính anh là như vậy. Việc gì chưa làm được là bao giờ cũng muốn làm bằng được. Cho xong thì mới thôi. Kết hợp với những thông tin từ bên Lào và những thông tin từ mình thì khả năng Hùng sẽ là một đầu mối để phát hiện ra những kẻ đang bí mật buôn bán thuốc phiện.
Hòa gọi đồng chí trinh sát mà đã bắt được tên giao hàng hôm vừa rồi lên phòng, ngồi trao đổi với đồng chí ấy, xem những tài liệu có liên quan. Hòa nhận thấy Hùng luôn tỏ vẻ rất ôn hòa trong giao tiếp ở địa phương. Chính Dương đã có lần nói chuyện với anh về Hùng và luôn khen Hùng là năng động. Doanh nghiệp của Dương được như bây giờ cũng nhờ Hùng nhiều vì những mối quan hệ của Hùng với các nguồn cung cấp bên Lào. Nhưng có một điều làm Hòa băn khoăn là nếu đặt Dương vào diện tình nghi thì có vấn đề gì cho Dương không? Có phải nói với Dương về việc này không? Trong thâm tâm của Hòa lúc đấy, Dương có thể chỉ là người bị lợi dụng. Nhưng nếu Dương tham gia thật thì sẽ lộ ra sự việc và có thể ảnh hưởng đến sự việc khác nữa. Chuyện đó không hề đơn giản chút nào. Đang suy nghĩ về việc trên thì có một nguồn tin từ trinh sát báo về là có khả năng sẽ có một xe gỗ của Dương được vận chuyển về kho tối nay vào khoảng 9 rưỡi tối. Nghe xong Hòa bất giác. Hay cứ thử nhỉ. Mình chưa xin phép thủ trưởng mà làm thế này cũng hơi mạo hiểm. Nhưng nếu đợi đến ngày mai xin phép và báo cáo thì sẽ muộn mất. Có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Vì vậy, có khả năng thủ trưởng sẽ yêu cầu phải lập chuyên án để theo dõi vụ này. Như vậy, biết đâu Dương không phải là người nằm trong đường dây đấy, sẽ bị ảnh hưởng một phần. Mà Dương với Hòa là hai người bạn. Còn Hằng nữa. Hòa nghĩ vậy và liền nhấc máy gọi Dương nói chuyện. Alo, Dương à? Công việc của mày giờ này thế nào? Hôm vừa rồi tao có việc tình cờ đến nhà chơi. Thấy Hằng bảo là mày hay đi lắm đấy. Công việc bận thế à? Hằng chắc nó lo cho mày lắm đấy. Ờ, công việc cũng bận mà. Tao đang vào vụ. Nhưng mà tối muộn gọi cho tao có việc gì đấy? Hòa bất giác và trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Ờ, đang có việc nhờ mày đây. Tao có thằng em. Nó thất nghiệp. Đang đi tìm việc. Chán quá. Không xin được vào đâu cả. Chỗ mày còn tuyển người không? Nếu còn cho tao gửi nó được không? Ok, có gì đâu. Bạn bè nhờ nhau là chuyện bình thường mà. Bao nhiêu tuổi? Năm nay 27 rồi. Làm công việc gì cũng được. Nhưng được cái là nó khỏe mạnh. Thế là mở xưởng mộc nhà tao nhé. Doanh nghiệp của tao có một xưởng mộc. Mà mày biết rồi đấy. Chỗ thằng Hùng nó đang quản lý. Được không? Thế thì cho tao gửi nó nhé. Nhưng có một điều tao nhờ mày. Đừng nói với ai là tao nhờ. Sợ mọi người lại bảo tao nhờ và nên tao ngại. Và lại tao không thích phiền hà. Nhất trí, không vấn đề gì đâu. Thế khi nào đi làm luôn? Mai nhé, để bây giờ tao gọi cho nó. Nếu nó đồng ý mức lương và công việc đấy, tao sẽ báo lại ngay. Ừ, thế gọi lại sau nhé. Hòa dập máy. Trong đầu Hòa lúc này đã nghĩ ra một điều. Hòa sẽ phải cài một người của anh vào cái xưởng mộc đấy để có thể tiếp xúc với Hùng. Có thể sẽ có được thông tin gì chăng? Nhưng phải báo cáo thủ trưởng. Đấy là nguyên tắc. Nhìn đồng hồ cũng đã chỉ 7 giờ tối. Hòa vội điện thoại cho thủ trưởng. May quá, thủ trưởng của anh ở nhà. Hòa liền qua nhà thủ trưởng luôn, chứ không đợi đến ngày mai. Sau khi báo cáo đầy đủ, anh đã xin được ý kiến nhất trí của thủ trưởng về kế hoạch thực hiện. Đúng sáng mai sẽ họp và thành lập chuyên án này. Nhưng bây giờ có một điều mà anh đang vướng. Đúng 9 giờ 30 sẽ có một chuyến chở gỗ từ Tân Trang về kho nhà Dương. Chắc chắn Hùng sẽ ở trên xe đấy. Biết đâu lại có thể có thuốc phiện được ngụy trang theo hình thức mà anh suy đoán thì sao? Một ý kiến được đề ra. Được sự đồng ý của thủ trưởng, anh liên hệ với bên lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh. Đồng ý tạm chặn đoàn xe đang hướng về tỉnh tại trạm gác số 6 trên tuyến đường quốc lộ đấy. Lúc này là 7 giờ 30. Có lẽ chỉ còn 1 giờ 30 phút nữa là đoàn xe sẽ đến kho của Dương. Hòa vội liên lạc với một số chiến sĩ trinh sát. Toàn bộ đội lên đường đến trạm gác số 6 để mật phục trước. Trạm kiểm tra số 6, cửa ngõ vào tỉnh. Tại trạm này, toàn bộ đội tạm thời tỏa ra các ngã. Lúc đấy, theo kế hoạch, sẽ có 2 đồng chí tạm thời cùng phối hợp với cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tạm dừng xe để kiểm tra hàng theo đúng quy định. Sau đó, các đồng chí có thể kiểm tra kỹ hơn. Nhưng nếu kiểm tra kỹ lưỡng, có thể sẽ đánh động đối phương. Nếu chuyến đấy chưa có thuốc phiện, thì có thể sẽ bị nghi ngờ. Do vậy, Hòa chỉ yêu cầu toàn đội mật phục, quan sát là chính, chưa kiểm tra cụ thể, để các đồng chí giao thông kiểm tra theo quy định sẽ không bị nghi ngờ. Đúng theo kế hoạch, 9 giờ, đoàn xe chở gỗ của Dương do Hùng áp tải đã đến trạm kiểm tra số 6 theo đúng lịch trình. Toàn con mắt cả đội đều hướng về đoàn xe. Mọi động tĩnh của những người trên đó đều không thể lọt qua những ánh mắt quan sát của những người trong đội. Hùng xuống xe và xuất trình giấy tờ với cảnh sát giao thông.
hai đồng chí cảnh sát giao thông đúng theo kế hoạch yêu cầu kiểm tra sơ bộ thùng hàng. Hùng có vẻ hơi chững lại, nhưng sau đấy vui vẻ để hai đồng chí đó kiểm tra. Cả đoàn xe có 5 người đi theo xe, kể cả lái xe. Đang lúc kiểm tra thì có tiếng điện thoại reo ở trạm gác. Một đồng chí cảnh sát giao thông xuống nghe điện. Sau khi nghe xong thì có trao đổi với Hùng. Kiểm tra hóa đơn chứng từ do Hùng xuất trình đều hợp pháp. Sau đó hai đồng chí cho đoàn xe của Hùng đi. Đợi đoàn xe đi qua trạm gác, Hòa cùng toàn đội mới xuất hiện. Trao đổi qua với hai chiến sĩ cảnh sát giao thông thì được biết có một cuộc điện thoại của một người có địa vị khá cao điện đến trạm, bảo là cho đoàn xe đi sớm, kẻo đến chỗ giao hàng muộn. Hoa hỏi là ai? Hai đồng chí cảnh sát giao thông nói. Cuộc điện thoại trên từ một đồng chí lãnh đạo cao cấp trên viện kiểm sát gọi bảo đấy là xe chở gỗ của thằng bạn ông ấy. Vì sợ không đúng hẹn là 9 rưỡi phải giao hàng nên ảnh hưởng đến hợp đồng. Vậy nhờ các đồng chí cũng linh động bỏ qua các thủ tục phiền hà. Nhưng dù sao hai đồng chí cảnh sát giao thông đấy đều nhắn mặt đoàn xe này vì thường xuyên đi lại trên tuyến đường này và cũng biết rõ đấy là của Dương. Thế nên cũng khó nói và khó xử. Đối chiếu giấy tờ thì đúng, hợp pháp. Với khối lượng vận chuyển luôn đảm bảo đúng, không bao giờ các anh thấy xe ấy chạy sai quy định, quá tốc độ. Thế nên khi nhận được điện, các anh cũng ngại. Hòa thông cảm cho hai đồng chí cảnh sát giao thông và cả đội về nhà. Tên tuổi của người điện thoại đây rồi, nhưng cũng có thể chỉ là điện thoại bình thường thì sao? Chính anh cũng đã nhiều lần phải như vậy trong những hoàn cảnh rất tế nhị. Có thể họ giúp thực sự đơn thuần khi không biết vận chuyển thuốc phiện. Cũng có lẽ đấy là một nguyên nhân. Xem xét chi tiết này sau đã. Còn dài và còn nhiều nghi vấn khác nữa. Chứ nói trước cũng không thể biết hết được. Hoa tự nhủ như vậy và ra về. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 1 của bộ truyện trinh thám dài kỳ Cuộc chiến thuốc phiện. Để không bỏ lỡ tập 2 của câu chuyện cực kỳ hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.